Thưa quý vị, theo dự kiến thì tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án công ty Alibaba lừa đảo rửa tiền ra xét xử sơ thẩm từ ngày mùng 8 tháng 12 đến hết ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023 và tòa án cũng đã gửi thông báo đến gần 4.000 bị hại. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh, tổng giám đốc công ty Alibaba, em ruột Luyện, Nguyễn Thái Lực, 31 tuổi, em trai của Luyện và Lĩnh và Võ Thị Thanh Mai, vợ của bị cáo luyện, cùng 18 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài hai tội danh trên, hai bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực còn bị đưa ra xét xử thêm về tội rửa tiền. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán công ty địa ốc Alibaba, bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại đến phiên tòa theo đúng dự án và thời gian quy định. Trường hợp không thực hiện đúng thông báo sẽ không được tham gia phiên tòa.